Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 12 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban chỉ đạo tỉnh họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19. Hưng Yên tổ chức hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ cam và sản phẩm nông nghiệp công nghiệp năm 2021. Tháp đất nung đền An Xá xã An Viên huyện Tiên Lữ được công nhận là bảo vật quốc gia. Công bố nhãn hiệu tập thể hoa cây cảnh xã Phụng Công. Cần tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ở khu làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo điều kiện thu dung điều trị F0 là những nội dung chính tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố diễn ra sáng nay. Cuộc họp do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì. Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến thảo luận, kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhận định tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang có những diễn biến theo chiều hướng xấu. Công tác phòng chống dịch đã triển khai quyết liệt nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Số lượng F0 hàng ngày còn cao. Chính quyền địa phương còn ít kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch và ý thức chấp hành của một số bộ phận nhân dân chưa cao. Còn tổ chức ăn uống tập trung đông người. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần chủ động chuẩn bị cho các tình huống dịch xấu hơn. Ta phải quán triệt rất mạnh mẽ và không được lơ là. Đó là nâng cao vai trò của tổ truy vết cộng đồng của thôn. Tất cả những người lạ khi đến địa bàn thì phải có kết quả âm tính. Đây là nội dung bắt buộc. Cần có kết quả ngay thì nên trung tâm xã có điểm rồi. Dịp Tết Nguyên đán cũng vậy. Chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ. Và đặc biệt quán triệt sâu rộng đến tất cả tầng lớp nhân dân là trong dịp Tết Nguyên đán, các người ở địa phương khác về địa bàn, về quê ăn Tết đều phải xác định âm tính thì mới được về nhà. Hai là đối với doanh nghiệp thì tôi yêu cầu tất cả các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân huyện mời hết các doanh nghiệp trên địa bàn mình đến cam kết cụ thể. Thứ nhất là phải chịu trách nhiệm toàn diện trong phòng chống dịch. Hai là nội dung là một cung đường hai điểm đến. Khi mà nhân viên công nhân đi đâu thì phải xin phép chủ doanh nghiệp mới được đi và khai báo y tế. Khi về đi làm trở lại thì phải có kết quả âm tính mới được vào doanh nghiệp làm việc. Doanh nghiệp nào để tình trạng mà để lây lan F0 nhiều thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cái việc đó. Mục tiêu cũng để giữ cho Hưng Yên của chúng ta yên bình, rồi cho bà con ăn Tết được vui vẻ, đầm ấm và không bị F0. Quán triệt tinh thần tỉnh lo cho tỉnh, huyện lo cho huyện, xã lo cho xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu mỗi địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức thu dung, điều trị F0 tại chỗ. Giao cho cơ quan y tế hướng dẫn cụ thể trong các trường hợp. Thế nào là chữa trị tại nhà và thế nào là điều trị tập trung. Thế còn mỗi huyện chuẩn bị là 500 giường bệnh để tập trung để ta điều trị, nó ăn, nó uống, rồi điều trị bằng thuốc. Còn nếu mà nặng nữa thì chuyển vào chỗ cách ly điều trị nặng ở tỉnh rồi. Về thuốc điều trị thì cơ quan y tế chịu trách nhiệm cấp thuốc cho tất cả bệnh nhân F0 từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Hay là đảm bảo chữa bệnh cho người dân kịp thời, không để thiếu thuốc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lực lượng quân đội bảo đảm chu đáo hậu cần tại các cơ sở thu dung, cách ly điều trị, lực lượng công an tăng cường hỗ trợ các địa phương truy vết kịp thời, triệt để, hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản trong năm 2021 và triển khai tiêm liều bổ sung cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác khai báo y tế, nâng cao ý thức phòng chống dịch. Tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ mỗi tổ COVID-19 cộng đồng thêm 5 triệu đồng và 10 kg gạo một nhân khẩu đối với hộ nghèo, cận nghèo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh dịp Tết năm nay để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Sáng nay, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ cam và các sản phẩm nông nghiệp công nghiệp năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Sự hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, có 33 hợp tác xã nhà vườn mở gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên như nhãn lồng, vải trứng, chuối tiêu hồng, mật ong và cam Hưng Yên. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Hưng Yên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thương nhân thu hoạch, chế biến, lưu thông và tiêu thụ cam, các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp.
Sản phẩm nông sản của Hưng Yên thì vốn dĩ vẫn có tiếng trên thị trường. Các cái sở ngành có liên quan của Hưng Yên thì cũng đã rất là chú trọng và hết sức tạo điều kiện về việc xúc tiến, về việc thúc đẩy. Thế rồi về phía bên nông nghiệp thì là vùng trồng, rồi là các cái thuốc, rồi cái phương pháp để quản lý chất lượng sản phẩm và loại trừ các cái chất độc hại. Với hội nghị này thì tạo điều kiện cho các nhà vườn giới thiệu sản phẩm để người tiêu dùng được tiếp cận nhanh nhất về chất lượng sản phẩm của cam Hưng Yên. Trong ngày hôm nay đã nhận được một số đơn đặt hàng của khách hàng. Hội nghị kết nối cung cầu, kết nối tiêu thụ cam và các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tỉnh Hưng Yên thu hút sự tham gia của 150 doanh nghiệp trên cả nước. Các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm xúc tiến thương mại, các giải pháp lưu thông hàng hóa, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, đồng thời ký kết ghi nhớ tiêu thụ cam, các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ có những chính sách hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm. Đối với lại các cái mặt hàng tươi sống, cụ thể như là cam chẳng hạn của Hưng Yên, hay là vải hay nhãn lồng chẳng hạn, Lazada cũng đã phối hợp với Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để có thể hỗ trợ đưa các cái doanh nghiệp lên sàn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động hỗ trợ như là tổ chức các cái khóa tập huấn về nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là các cái hợp tác xã và các hộ kinh doanh. Cam và sản phẩm nông nghiệp công nghiệp Hưng Yên đang dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, các hợp tác xã, các nhà vườn cần chú trọng hơn nữa đến khâu thu hoạch, đóng gói và bảo quản. Ngày 27 tháng 12, xã Phụng Công, huyện Văn Giang đã tổ chức lễ công bố nhãn hiệu tập thể Hoa Cây Cảnh và ra mắt hợp tác xã Hoa Cây Cảnh xã Phụng Công. Nhãn hiệu tập thể Hoa Cây Cảnh xã Phụng Công được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 399131. Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể cho các danh mục sản phẩm gồm hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, cây con, mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý trưng bày và giới thiệu hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, cây con. Việc bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho hoa cây cảnh xã Phụng Công là sự khẳng định về danh tiếng và chất lượng hoa cây cảnh, cũng như góp phần hoàn thiện khung pháp lý, tạo nền tảng vững chắc cho các sản phẩm hoa cây cảnh của xã Phụng Công vươn ra thị trường, đồng thời phát triển thương hiệu, nâng cao vị thế, danh tiếng của các vùng chuyên canh trồng hoa cây cảnh của huyện Văn Giang nói chung, xã Phụng Công nói riêng. Dịp này, các đại biểu đã chứng kiến sự ra mắt của Hợp tác xã Dịch vụ Hoa Cây Cảnh xã Phụng Công và 20 nhà vườn trồng hoa cây cảnh địa phương đã được trao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Hoa Cây Cảnh Phụng Công. Cũng trong sáng nay, Cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế xã hội năm 2021 và kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên vẫn đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 6,52%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 87,43 triệu đồng, thu ngân sách đạt trên 18.600 tỷ đồng, đạt 137,27% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế của tỉnh cũng đạt được những kết quả tích cực. Theo kết quả điều tra, Hưng Yên hiện có 139 xã, 722 thôn, giảm 6 xã và 58 thôn so với năm 2016. Sự biến động số xã là kết quả thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn ban hành trong những năm 2016-2020. Tại buổi họp báo, đại diện Cục Thống kê tỉnh và một số sở ngành đã thông tin, làm rõ nhiều nội dung mà các cơ quan báo chí quan tâm như chỉ tiêu giảm nghèo, thu nhập bình quân đầu người, việc chọn mẫu trong điều tra thống kê, các giải pháp tăng thu ngân sách, dự báo những thuận lợi khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022, so sánh tương quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh với các địa phương trong vùng, khu vực và cả nước. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 2198 công nhận 23 bảo vật quốc gia. Tỉnh Hưng Yên vinh dự có tháp đất nung đền An Xá ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ được công nhận. Đây là bảo vật quốc gia thứ 6 của tỉnh Hưng Yên.
Tháp Đất Nung nằm trong đền An Xá hay còn gọi là đền Đậu An là trung tâm văn hóa tiêu biểu, đặc sắc và lớn nhất của văn hóa đạo giáo còn sót lại trên mảnh đất Hưng Yên mà không nơi nào có được. Đền là nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thiên Tiên, Địa Tiên và Ngũ Lão Tiên Ông, được chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt đợt 9 vào năm 2020. Tháp gồm 9 tầng cao 4,5 mét, được làm bằng đất nung xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ 16-17 và đã qua nhiều lần trùng tu, được xây dựng bằng phương pháp thủ công, truyền thống với kỹ thuật nung chạm khắc tinh xảo, trau chuốt và vô cùng độc đáo. Đặc biệt, toàn thân tháp trang trí dày đặc những họa tiết hoa văn hình rồng, phượng, sư tử, tiên nữ, hình lực sĩ, ngựa có cánh. Tất cả đều được bố cục thành những mảng khối với dáng khỏe, sống động, mang đậm dấu ấn kiến trúc nghệ thuật thế kỷ thứ 17. Chào mừng 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức trình diễn di sản văn hóa phi vật thể. Đã có trên 10 tiết mục tham gia ở nhiều thể loại như chèo, ca trù, hát văn do nghệ nhân của câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống Hương Sen biểu diễn. Nội dung các tiết mục ca ngợi vẻ đẹp của mảnh đất và con người Hưng Yên qua hoạt động này cũng góp phần bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Hưng Yên. Huyện Tiên Lữ đang tập trung nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng để sớm lấy nước phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân 2021-2022. Đến nay, toàn huyện thực hiện nạo vét được trên 45.000 mét khối, đạt gần 50% kế hoạch. Trong đó, kênh tưới 7.000 mét khối, kênh dẫn tiêu 24.000 mét khối, tiểu nội đồng 14.500 mét khối. Tỉnh huyện hỗ trợ kinh phí là đào đắp hơn 31.000 mét khối, tập trung vào các xã Thiện Phiến, Hưng Đạo, Cương Chính, Minh Phượng. Hiện huyện đang chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân, bảo vệ công trình thủy lợi và khơi thông dòng chảy, đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi, phấn đấu đến ngày 5 tháng 1 năm 2022, hoàn thành để chủ động và kịp thời lấy nước đợt 1, làm đất phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2022. Với mục tiêu quyết tâm thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý giải tỏa dứt điểm các vi phạm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, sau thời gian ngắn thực hiện, huyện Khoái Châu đã giải tỏa được 392 công trình vượt kế hoạch tỉnh giao. Ngôi nhà với diện tích 72m2 của ông Nguyễn Văn Long, thôn Thượng, xã An Vĩ, xây dựng vi phạm trên đất 03 từ năm 2011 với kinh phí 1,4 tỷ đồng. Đây là một trong số hàng trăm công trình vi phạm xây dựng kiên cố trên địa bàn huyện cần phải giải tỏa. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, gia đình ông Long đã nhận thấy việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp là sai phạm nên đã tự tháo dỡ công trình. Sau khi được vận động của Ủy ban Nhân dân xã An Vĩ, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu, tôi nhận được cái sai của gia đình tôi xin chấp nhận giải tỏa, tự nguyện tháo dỡ. Để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, thời gian qua, với việc quyết tâm cao, huyện Khoái Châu đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép các công trình trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, với quan điểm khó làm trước, dễ làm sau, không nói không, không nói khó, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý và xử lý vi phạm, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Căn cứ chỉ đạo của tỉnh và Ủy ban tỉnh là phấn đấu mỗi huyện là ít nhất 50% cây số phải giải tỏa trong năm 2021. Hơn 3 tháng vừa qua, Khoái Châu đã xử lý được 298 trường hợp. Còn một tháng nữa thì Khoái Châu sẽ tiến hành phấn đấu 50% còn lại và sẽ kết thúc tổng số là 485 trường hợp mà cần phải giải tỏa vào tháng 6 năm 2022. Biện pháp bây giờ quan trọng nhất là phải thống nhất trong toàn đảng bộ. Từ đảng bộ mà nhất trí cao đưa tới toàn dân. Kết quả sau hơn 3 tháng thực hiện, toàn huyện đã giải tỏa được 392 hộ trên tổng số 485 trường hợp vi phạm đạt 85%, vượt 116% kế hoạch chỉ tiêu đề ra năm 2021 do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Hiện huyện Khoái Châu đang yêu cầu các địa phương tập trung quyết liệt hơn nữa trong thực hiện kế hoạch số 93A và chỉ thị số 08 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với những địa phương để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, né tránh trách nhiệm, để xảy ra tình trạng tái vi phạm,
huyện đã kiên quyết xử lý, điều chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, cán bộ địa chính. Thưa quý vị và các bạn, đã từng xảy ra nhiều vụ cháy kho bãi tập kết, thậm chí là cả nhà xưởng tại những địa bàn có nhiều hộ kinh doanh tái chế phế liệu như huyện Văn Lâm, Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về kinh tế. Dù vậy nhưng xem ra công tác phòng ngừa cháy nổ của các hộ kinh doanh vẫn chưa thực sự được coi trọng. Phản ánh tại khu làng nghề Minh Khai, thị trấn Du Quỳnh, huyện Văn Lâm. Khu làng nghề 2 thuộc làng nghề Minh Khai có tổng diện tích mặt bằng mỗi hộ là 400m², trong đó có 100m² nhà. Các hộ sản xuất rất đa dạng, có hộ sản xuất túi ni lông, hàng nguyên sinh không tái chế. Có hộ thì chỉ tái chế không sản xuất, nhưng tất cả đều sử dụng nguyên liệu rất dễ cháy. Hơn nữa, hầu hết đều kết hợp nhà ở trong khu sản xuất, vì thế có liên quan đến nguồn lửa nấu ăn, nguồn điện sinh hoạt, điện sản xuất. Dù vậy, hộ được coi là trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tốt nhất cũng chỉ có vài bình xịt và bể nước cùng hệ thống vòi phun thủ công. Tuy nhiên bên trong khu sản xuất không có hệ thống báo chữa cháy tự động, thậm chí nhiều hộ còn không quan tâm đến bình chữa cháy mà chỉ trang bị để trang trí. Ở đây là chỉ có vợ chồng con cái đây thôi. Đợt này là hàng hóa là cũng hơi chậm nên là tôi xếp đây là nó hơi gần cái đường điện quá. Còn tại khu 1 là nghề Minh Khai, phế liệu ni lông dù là vật liệu dễ cháy nhưng vẫn được các hộ để ngổn ngang. Trong khi đó, nguồn lửa ở tất cả các hộ tái chế vẫn luôn rình rập. Đáng nói là có chủ hộ kinh doanh thì chỉ biết mua bình chữa cháy về để đó, còn không có bất cứ chút kiến thức nào về phòng chống cháy nổ. Nhà tôi làm sản xuất tái chế lại hạt nhựa được 3 năm nay và tôi đã có bình chữa cháy cầm tay loại nhỏ và bảng thông báo phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra còn cái gì không? Ngoài ra thì cũng... không còn gì. Không. Làng nghề Minh Khai có hàng trăm hộ thu gom, tái chế phế liệu, cơ bản đều kết hợp với nhà ở. Hơn nữa các hộ đều nằm san sát liền kề nhau, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Và nếu xảy ra cháy nổ thì nguy cơ cháy lan truyền rất cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra cũng như là hướng dẫn những cái đơn vị quản lý, tức là đối với cái hệ thống cấp nước chữa cháy của thuộc cái hạ tầng kỹ thuật đối với cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai. Đối với những cái hộ mà cố tình không thực hiện những cái quy định về phòng cháy chữa cháy thì báo cáo đồng chí là chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý để thu hồi những cái giấy phép kinh doanh hoạt động cũng như là tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở về vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Sự kiên quyết của chính quyền và cơ quan chức năng về phòng cháy là rất cần thiết. Tuy nhiên, quan trọng nhất phải là ý thức và sự chủ động của các chủ hộ sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động vừa xảy ra vụ việc đau lòng có 3 người là con, cháu trong một gia đình bị tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi do ngộ độc thực phẩm. Theo người dân địa phương, trưa ngày 26 tháng 12, tại nhà ông Nguyễn Văn Sảng ở thôn Lai Hạ Trung, có các con cháu đến chơi và ăn cơm trưa. Trong bữa trưa của gia đình có 9 người gồm vợ chồng ông Sảng và gia đình hai người con gái là Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 1994, lấy chồng và cư trú ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh. Chị Nguyễn Thị Tình, sinh năm 1996, lấy chồng và cư trú ở thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh. Sau bữa trưa tại nhà ông bà ngoại, hai gia đình về nhà và đến buổi tối, con trai của chị Tươi, sinh năm 2013, và con gái của chị Tình, sinh năm 2017, đều có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và sau đó tử vong tại nhà. Cùng thời gian này, cả hai người mẹ của các cháu cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Đến trưa ngày 28 tháng 12, chị Nguyễn Thị Tươi, trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, cũng tử vong. Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.